nay lần đầu tiên được ăn những món đặc sản của Trùng Khánh, Cao Bằng ngay tại Hà Nội, mà thấy nghe nói là có lịch sử gắn liền với Bác Hồ tại Cao Bằng. Nay các bạn hãy cùng mình ăn nhé. Và hôm nay lại đặc biệt lại còn có thêm là anh Dương Văn Hùng nữa. Lần trước cũng cùng anh Hùng tại ở Cao Bằng, lần này lại cùng anh Hùng ở ngay tại Hà Nội. Hạt rẻ này là được làm từ gạo nếp ong. Gạo nếp ong. Còn hạt rẻ thì là đã là một món rất là đặc sản của huyện Trùng Khánh chúng em rồi ạ. Chứ hạt rẻ này phải nấu hai lần. Dạ vâng ạ. Hạt rẻ đây thì là cũng phải làm hai loại hạt rẻ, một loại là phải nghiền, và còn cái hạt này thì là để mà khi mà mình đồ lần thứ hai ấy, là chúng ta sẽ trộn với cái hạt này. Hôm nay em anh Hùng ăn thử cái xôi hạt rẻ này. Nó cũng rời ra như là xôi bò nhỉ. Theo anh thấy cái này nó có đặc trưng gì, nó khác biệt với các loại xôi khác? Các loại xôi thì cái điều quan trọng nhất là dẻo, thì cái nó đây đúng là xôi ngọt, và nó hay hơn ở chỗ là gì, là cái cùi. Bình thường thì với xôi bò thì người ta hay cho thêm chất béo vào. Đây là không có. À, không có ạ. Có lẽ cho nên là cái vị ngậy này nó là từ hạt rẻ ra. Để đánh giá về xôi hạt rẻ Cao Bằng có ngon hay không thì mình không thể dám đánh giá. Nhưng đây là một loại xôi rất đặc biệt, và mọi người cùng ăn và thử nhé.